Rồi ngày mới vợ chồng bé xin chào cả nhà nha. Hôm nay vợ chồng mình sẽ nấu một cái món lẩu Thái để mời cả nhà mình cùng ăn ha. Rồi mình sẽ quay cái video cho cả nhà cùng xem chơi cho vui. Bắp chuối nè. Giờ thì vợ chồng mình chuẩn bị mấy cái đồ cần thiết để nấu. Thì mình có xương thì để mình nấu cái nước súp á, nước súp lẩu á cho nó ngọt. Mình có thịt bò nữa nè, thịt bò nó có gân gân nha, với lại bò viên nè. Đặc biệt bên đây mình có một con mực siêu to ha, một con mực. Với lại cá thì mình có được một con cá diêu hồng đây. Đó, mấy thứ cần thiết mình nấu cái nồi lẩu hôm nay. Rồi chúc cả nhà xem video vui vẻ nha. Cái bữa nay em mua ít nè, mua quá đúng rồi, nhầm bữa hả, mình mua thứ một chút khi bằng mà mua mà để cho đủ một cái món mà lẩu á, rau lẩu á thì nó rất là nhiều, ăn không hết. Thì cho nên hôm nay mình mua đơn giản thôi, chỉ rau nhút với bắp chuối nè, với lại hồi mình ra ngoài clip rau muống á, mình cắt mấy cọng rau muống là được rồi. Rồi bây giờ mình cắt mấy cọng rau muống vô. Rau muống hôm nay sâu hơi nhiều à. Già rau quá. Hôm nay xạ nhưng mà ít có ăn. Cho nên rau nó già hết rồi. Rau thì bữa nay không được đẹp lắm. Ít nhơ mà. Mình cắt sát gốc rồi đó. Rồi ăn được cái nào ăn, còn nào ăn không được thì cho thỏ nó ăn. Sâu quá. Hôm nay vừa rau của mình nó sơ sát lại nữa rồi, không có còn mơn mởn nữa. Thôi, nó dài nó bò với con lan nậu. Lẩu Thái này hình như hôm nay lâu rồi mình cũng không có ăn lại phải không? Lẩu Thái này dễ ăn, chua chua ngọt ngọt. Bữa nay mình nấu đơn giản thì nói chung nó cũng thiếu đủ thứ, cũng còn thiếu nhiều món. Tôm nè, mình không có tôm nè, với cái gì nữa ta. Cá thì mình nấu cá dưa hồng. Giờ mình hết ăn mình mở nó chưa? Có bò nè. Quan trọng là nấu này có xả nữa, xả nhiều nó thơm. Đó, bây giờ vợ mình sẽ phi tỏi xả để nấu. Vậy là mình đổ chai này vô mình xào luôn cho nó thơm. Bây giờ mình thả xương vô luôn cho nó ra nước ngọt.
Mình có mấy trái đậu bắp thôi nè. Đậu bắp nó ngon, nó bị đèo đẹp hết trơn à. Nó hoằng mèo vậy nè. Dưới chân con trái nè. Đó, bây giờ mình sắc miếng cà ra đang để vô trong cái nồi lẩu á, cho nó có cà nó đỏ rồi cho nó đẹp. Mình có một xịa rau nè. Xịa rau này thì chỉ có 3 món thôi, 3 loại thôi, bắp chuối với rau muống, rau nhút, chỉ đơn giản thôi, chỉ được có mấy trái đậu bắp thêm cái cà nữa. Như là ăn dư sức qua cầu luôn. Bò viên vợ mình giờ sắc gai nhỏ nhỏ xíu. Chứ làm cho làm hai cho nó thấm nước vừa nó ngon. Ừ. Để viên cột quá nó thấm. Sôi quá cả nhà. Giờ mình vớt bò. Hồi nãy mình có thả thả cái con mực vô rồi. Thì bây giờ mình sẽ vớt con mực ra luôn. Để cho nó nguội rồi mình sắc ra. Rồi cái màu nước lẩu này rất là đẹp nha. Một phần. Giờ bây giờ mình cho cá vô luôn nha. Đó, mực của mình chín rồi, giờ để nguội rồi. Bây giờ chị Tư sẽ ra tay. Ổn thịt à? Đúng rồi. Bự quá sát mỏng thôi nha bạn. Đãi đi vậy, đãi đi Tư. Vậy với nhan nè, không đứt. Mực, con mực về cui luôn. Mực này là con mực mực nang. Múc xương luôn Tư, đúng rồi. Xương ngày nãy chắc cũng mềm rồi đó. Rồi đây bây giờ cái nồi lẩu mình đã chuẩn bị xong rồi nè cả nhà ơi. Ha, thịt bò, bò viên ha. Bên đây là cá với mực. Đặc biệt bên đây là có thêm một dĩa xoài chấm với mắm ruốc nha. Đây, còn nồi lẩu của mình là xong rồi nè. Rau thì một xỉa luôn. Rồi ra thôi chị em ơi. Chồi lá của mình hôm nay thì có 3 cây bông. 4 cây bông chứ. Có một cây bông nhỏ nữa nè. Vậy đó bông. Cái bông không phải là 3 con quả hả? Cái bông nó cái đấy. 3 con quả đi em ạ. Mời cả nhà ăn lẩu Thái. Bé Ngọc ăn gì đó? À bé Ngọc cắn vú già. Giờ tới bảy vô rồi, chen lắm vô rồi. Ui dạ. Có phần chen lắm. Được chơi luôn rồi. Mời cả nhà cùng ăn nha. Có chai này á. Bảy chỉ nêm tí hạt nêm, bột ngọt, 2 muỗng đường. Đã ra vậy đó. Chai lẩu. Ủa, không bỏ năng me chứ. Đâu có me đâu. Trong tủ hạnh không nhóc rồi. Ủa, nó thấy cũng chua mà. Chua rồi, không có bỏ mai. Không chua vừa rồi. Bỏ nó đi chua lắm. Nó có càng, sớm, chua. Cho mực vô. Tại mà nó có nồi nhỏ mà nó có... Mời cả nhà nha, mực. Yeah.
cây mua về cái này. Nhìn sơ sơ nó trồng. Có bằng đi. Nhà mình là đạo gao luôn nha. Ở đây ha. Năm á gạo rưỡi lắm. Chừng bóc ngay chết á, lo ăn không nhịn bóc ngay chết, cắn cắn á, trời ơi. Đây con. Dè 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 dè. Bấm số dè đi. Đâu rồi, nó không ăn. Ăn lẩu xong rồi thấy mấy kia mang xài thấy ham. Ngọc thì ăn gao. Nha. Đâu? Đó. À, quốc cộng gao muốn nè hả? Nha chưa nói chuyện với Mỹ chưa hả? Nha gì vậy? Nhớ vô cộng nhỏ hả? Rồi, 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 móc ra. Vô Mỹ nó đi. Nó nhai nó nuốt được cho nó nuốt luôn. Mắc cổ quá. Còn hay gì á? Còn đây nè, trời ơi, Tân ơi. Tè la quá trời la, thấy nó ngọt quá trời. Ừ, tối ngủ nhà thì không nghe vậy. Đi ra ngoài gió làm cái gì? Ở nhà ngủ thì bình thường à. Đâu có chỗ hút uống lõm đàm mà. Đi đâu cũng hút cái đường nhóc. Nó có cái gói ở lõm đàm, nó uống vô lõm đàm. Lõm nó chảy ra. Chị có gói màu trắng trắng phải không? Chị chị chụp cổng treo luôn kìa. Rồi bắp bên trái. Tôi ăn đi tư, xài kìa. Mắc cổ quá con. Nó mầm cỏ à. Nhìn nó miếng cái dừa. Tóc ngứa thì có ngứa rồi. Cái nồi lẩu múc ra chút mà ăn hết luôn nè ông nội ơi. Nồi bảy hầm hết trời. Trắng giả trời. Ừ, nó cúng cái bạc lên kìa. Bạc trắng ra nè. Dùm đi. Cả nhà thấy không? Trắng ra nè. Già. Chết chết chết. Nè. Từ từ cũng đậu rồi. Bạc nóc. Xài rất là giòn nha cả nhà. Không có chua. Chấm một miếng mắm ruốc không? Cái tay con hồi dính vô cái này à. Ngon quá. Thôi, mình ăn xong miếng xài này rồi mình cũng kết thúc video ha cả nhà. Hết cả nhà ha. Đây, mời cả nhà nha. Rồi thôi, chị em mình cũng xin chào tạm biệt cả nhà nha. Hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo. Tạm biệt cả nhà. Tạm biệt cả nhà. Cái mặt thích vô coi, không thích cái mặt thích rồi. Chào hết trơn vậy. Thấy cái bông hồng nó quái ra. Che vòng 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 nó khoái liền. Đúng rồi. Đúng rồi. Chưa đó chị. Tôi thấy không cài em rồi, cá nhóc rồi. Mà nó chưa có chín là nó bị dầu. Dợp dợp nó thúi. Đúng rồi, đúng rồi. Trái còn là... Hả? Ở bên anh ba anh chồng á. Trái cũng nhiều lắm mà nó bị cũng dợp dợp vậy đó. Chị...